quý vị, dạ, kính thưa tất cả quý vị. Giờ, có lên rồi mình giới thiệu chứ nữa ai cũng biết hết trơn, trời. Đúng rồi, nữ ca sĩ Hương Thủy. Múa trước khá sao nha. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin trân trọng kính chào thầy, cùng toàn thể quý vị Phật tử và tất cả mọi người có mặt trong đêm hôm nay. Dạ, lâu quá rồi con mới được mời về Houston hát. Hồi trước thì coi như mỗi tuần luôn, rồi mỗi tháng nữa. Rồi bây giờ lâu quá rồi mới có duyên về, hình như là nửa năm mà thì phải. Cho nên là tự nhiên hồi hộp và rất là nhớ khán giả ở đây. Rất là nhớ, tại vì là quý vị lúc nào cũng thương mến Hương Thủy hết trơn á. Thì sẵn thì ngày hôm nay là ngày gây quỹ của chùa của thầy, thì Hương Thủy cảm ơn thầy cũng như là bên Phật tử của chùa đã cho Hương Thủy có cơ hội, đặc biệt là Môn Châu Anh đã hỗ trợ cho Hương Thủy về đây. Thì thôi, lời nói đầu tiên, con xin kính chúc tất cả chúng ta, gia đình thật nhiều sức khỏe, bình an và thật là nhiều tài lộc. Cảm ơn quý vị. Và ngày hôm nay là thôi thì Hương Thủy hát liền đi nha, chứ tại vì là Hương Thủy nói chuyện không có hay. Cũng trong cái mùa là đầu năm của năm 2018 thì thôi Hương Thủy sẽ hát cho quý vị nghe một bài hát về mùa xuân. Đó là bài hát mang tựa đề Tâm Sự Nàng Xuân. Mời quý vị cùng nghe. Dạ. Cảm ơn quý vị. Và hát xong mà hy vọng là có quý vị để ủng hộ tiền cho thầy nha. Thấy thầy thấy thương quá à. Ngắm rừng hoa mai đua đã thuyền trần, đôi hương thấy phấn chờ tin bao xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chín chín, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh. Xuân đến mang cho muôn niềm tin, đất mẹ mau bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dân chiến miên. Xuân tới đây với muôn ngàn hiên tha, chúc trần gian năm nay được thuần hoa, chúc một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết chuyện buồn năm đã. Hạnh phúc dâng trên miên, xem những
đoàn viên. Xuân tới đây mới muốn cảm ơn con. Chúc chân già năm nay được thuần hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm. Về đây thì là được quý vị thương mến lắm. Những cành bông hoa như vậy là đã đủ. Những cái gì Hương Thủy nói là đúng phải không quý vị? Đặc biệt là có bác nói nè, thấy chưa, bác phải chống gậy đi lên nè đi tặng hoa. Cảm ơn bác rất nhiều. Và thôi thì Hương Thủy sẽ hát nữa cho quý vị nghe. Và hy vọng những lời ca của tiếng hát của Hương Thủy gửi đến quý vị thì quý vị hãy phát tâm từ bi của mình cúng dường ngày hôm nay trong cái mùa đầu năm mới. Có thể là quý vị ở đây, Hương Thủy thường đi nói là ở Houston mình á, bà con của mình rất là thiệt là có tấm lòng từ bi, là tại vì mỗi tuần mỗi tháng hình như gây quỹ hoài mà quý vị cứ tới ủng hộ rồi ăn chay rồi cúng dường. Thật sự mà Hương Thủy nói là Hương Thủy thấy làm hãnh diện khi cộng đồng Việt Nam của mình ở Houston rất là tốt bụng. Thôi thì giờ Hương Thủy hát nữa cho quý vị nghe bài hát có giai điệu vui vui chút xíu nha, của cô nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, mang tựa đề Hình Ảnh Người Em Không Đợi. Mời quý vị cùng nghe. Dạ. Ngày nào em đến nón em không tay, nón em màu mây,
Rồi, thấy MC lên. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Hát nữa không quý vị? Tại vì sợ mình còn đồn nhiều quá. Không biết hả? Thôi hát bài nữa đi ha. Tại vì thấy còn đồ nhiều quá, lỡ đứng cầm micro hát hoài thôi đồ còn ế tôi nghiệp thầy. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Thôi hát bài nữa đi ha. Thôi ca ăn bài này là dễ nhất nè. Lâu quá rồi Hương Thủy không về đây. Thôi ca ăn câu giọng cổ tặng quý vị được không? Anh cho em tập đầu thứ nha. Rồi anh phụ em. Bài hát này ai cũng biết hết trơn cho dễ nè. Các quý vị rồi các em cũng sẽ biết bài hát này. Đó là chuyện tình Lan và Điệp. Hát nhạc xong rồi hát câu giọng cổ rồi đi xuống. Đầu thứ nha. Mommy, happy new year. Oh, happy birthday, mom. Tôi xin lỗi. Tôi kể người nghe trời lang và đi một chuyến tình cay. Tôi còn thơ, tôi vẫn thường mong mơ nên viết thành bài thơ. Thoáng ấy niềm vui như bấm trắng say đắm bên làn làn như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn nguyện thề non. Điệp ơi, vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp, họ sắc, họ nhà cao cửa rộng. Nơi anh đó, anh say, anh mơ, anh mộng, anh còn nhớ thương chi người con gái quê. Dạ hết rồi.
quý vị rất nhiều. Cảm ơn anh, một tràng pháo tay cho anh có được không ạ, à, quý vị ơi? Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn một lần nữa nữ ca sĩ Hương Thủy. Và kính thưa tất cả quý vị, một tràng pháo tay thật lớn để gửi đến cho nhạc sĩ Võ Đức Phương. Âm thanh cũng như là ánh sáng là của anh Mỹ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn gửi đến cho anh Mỹ luôn ạ. Mời MC Trọng Hải lên sân khấu chốt ngoài ạ. Nãy giờ Bắc Thanh Thanh có một mình lui thủi ở trên đây với tất cả quý vị. Dạ, MC Trọng Hải lên đọc cho Thanh Thanh mình chia sẻ đi, mình đọc cái list này đi nè. Kính thưa tất cả quý vị, à, trong tay của Thanh Thanh có một cái danh sách không có dài. Cho nên là Thanh Thanh hy vọng là tất cả quý vị chúng ta một lần nữa hãy hoan hỷ và chúng ta góp phần công đức của tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ Thanh Thanh sẽ xin đọc gia đình Phật tử Quảng Nguyện 80 Mỹ Kim, Hải và Tuyết 100 Mỹ Kim, Hạnh Hường 30 Mỹ Kim, Duyên Ngọc 20 Mỹ Kim, chừng nào có à đọc. Ẩn Danh 100 Mỹ Kim, Nguyệt Phương Huệ 20 Mỹ Kim, Nguyệt Phương Hoàng 20 Mỹ Kim, Cô Bị Ẩn Danh 50 Mỹ Kim, Châu Trần 100 Mỹ Kim, Gia Đình Bà Thủy Phạm 100 Mỹ Kim. Hương và Sơn 100 Mỹ Kim, Cẩm Tú 60 Mỹ Kim, Gia Đình Bác Tám, Trần Kim Vicky và bé Lê Thị Lily 60 Mỹ Kim, một vị ẩn danh 35 Mỹ Kim, Lai Nguyễn 55 Jasmine Nguyễn 55 Mỹ Kim. Dạ vâng, một vị ẩn danh 50 Mỹ Kim, vị ẩn danh 180 Mỹ Kim, vị ẩn danh 30 Mỹ Kim và một vị ẩn danh nữa 30 Mỹ Kim. Quyên Anh Trừng và Trang Thị Trừng 100 Mỹ Kim. Và mới đây nữa là Văn Tèo 100 Mỹ Kim. Dạ là ảnh đó, ảnh hồi nãy lên sân khấu hát à. Ai là Tèo? Để ai là Tèo? Hỏi Tèo không ai nhận, hỏi ai là Tèo đó là nhận Tèo thiệt. Tèo là sao? Của Tèo thiệt hay sao? Dạ. Dạ là Tèo. Anh Hùng, không mình mở dạ, luôn. Anh Hùng. Mình mở ra luôn đi. Tại vì mình mở ngay trên sân khấu rồi mình đưa cho ban. Mở đây nè. Gia đình anh Hùng 120 Mỹ Kim. Dạ vâng. Rồi anh Tèo 100, anh Hùng là 120. Ok rồi, rồi em mời ban thư ký. Rồi. Bây giờ á, không biết là ban vé số của mình đã bán được vé số được khá khá chưa ạ? À? Chị Hương Ngọc? Sổ số ok không chị? Ok. Dạ, cần kêu gọi, cần đẩy mạnh về cái phần sổ số đúng không ạ? À? Nếu mấy thì em sẽ đẩy qua cái phần đấu giá nữa nha. Em hãy mới vừa được cho biết là cái anh Hùng mà mang lên cái phong bì 120 Mỹ Kim á là từ Việt Nam đi du lịch sang đây mới vừa sang. Wow, xin cảm ơn dạ, vâng. Rất là nhiều. Welcome to America. Dạ, anh dạ. Ở đây biết là tụi em sẽ mời anh rất là nhiều thì trai quỷ. Dạ vâng, anh chuẩn bị 11 cái tháng 3 chút xíu đem vé tới cho anh nghe. Dạ vâng, thôi thì bây giờ để cho quý vị vui đi. Tại vì quý vị biết là mình khi mình làm mình cũng tùy hứng lắm quý vị. À, không có trong chương trình nhưng mà Thanh Thanh làm đại luôn, Thanh Thanh chưa xin phép thầy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ sổ hai lô ăn ủi đi. Rồi, bây giờ... Trời ơi, bây giờ mình... Hãy ơi, bữa nay vé số lạ vậy hả? Bữa nay vé số kiểu năm 2000, cuối năm 2017 mà đầu năm 2018 vé số. Không, cái này tính tay chứ không tính ta. Bây giờ Hải còn nhớ cái lô ăn ủi của mình là hai lô gì không? Cái giấy tôi mới để đây đây mà. Ở dưới bàn. Vâng, bây giờ trong khi đó thì Thanh Thanh sẽ đào cái tất cả những cái vé này lên. Cái nào hay ghê quá rồi. Dạ vâng, đào bới xới. Dạ vâng, để mà... Cái hai lô ăn ủi trước phải không? Dạ vâng, thưa quý vị, hai lô ăn ủi là trước hết là hai cái đầu máy DVD hiệu Samsung. Dạ vâng, bây giờ mời ai bóp trước đi, hai anh chọn xuống dưới này là ok rồi. Hai Hải chui xuống đi. Trời ơi, nó chạy xuống đường, nó chui xuống. Làm như con gì hả bạn? Dạ, em mời chị Thùy Linh. Dạ. Thì thông cảm, Thanh Thanh và Trọng Hải là làm MC bao nhiêu chương trình rất là thân. Dạ, nó làm giống như em là con gì vậy chị? Đâu biết được. Nè, có mắt sáng đọc đi. Tôi biết, ông già. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, lô ăn ủi giải gì Hải, một lần nữa. Hai cái đầu máy DVD hiệu Samsung. Dạ vâng, được mang số 0, 1, 3, 4. Một lần nữa, 0, 1, 3, 4. Trời, 3, 4 rồi 3, 4 có khác không vậy?
vâng. Nữa nha. Có ai không ạ? Dạ vâng, em xin mời chị lên. À, Hải. Rồi, đâu? Hai người nào trúng không? Dạ em mời chị lên, 0134. Dạ vâng. Bây giờ mời con, dạ con mời thầy lên cao đi. Dạ đúng rồi. Dạ. Quý vị thấy là dù là lâu lắm buổi hay bất cứ thế nào hết thì dạ vâng. Cũng xin được trân trọng để mời thầy Thích Minh Trơn lên để gửi đến tất cả quý vị những món quà may mắn cuối năm, nhưng sẽ đi qua đến đầu năm để mà quý vị có những cái may mắn kế tiếp trong những ngày tháng sắp tới. Và bây giờ cái lô lô ăn ủi kế tiếp là tượng thập bát ba hán. Bây giờ hồi nãy mình nói là welcome anh tới nước Mỹ, bây giờ em nhờ anh có may mắn anh bóc thêm một số. Đúng rồi, đó. Mời. Dạ vâng. Anh Hùng, anh phải, đúng rồi. Anh Hùng, dạ. Dạ, anh nhìn xong là ảnh lại ở Việt Nam mới qua. Anh Hùng. Dạ. Dạ. Ba ngày rưỡi. Dạ vâng, rồi. Đây là số may mắn của anh ở Việt Nam qua đi chơi, nhưng đã có tấm lòng. À, mang số. Cái gì chút cười vậy? Cái số này, người Mỹ sẽ rất là hiểu, nhưng không biết người Việt Nam mình là sẽ có người hiểu. Đó là số 0906. Ai mà cười. Trời ơi, một người đẹp áo đỏ. Thấm tình đặc gì vậy ta? 0906. Gì vậy, chị Ngân Ngọc, bộ tính bộ là chi hả? Chị bán là chị tính chi hay sao vậy? Rồi, chị cho em xin cái bé lại để em vô. 0906, rồi chính xác. Em mời con, dạ con xin mời thầy Thích Minh Trơn lên để mà gửi cái món quà. Nó như số này, cái 6 số mới trúng, 0906 không thấy. Đây là bức tượng đẹp quá, tức là rất là nhiều bức tượng thập bát ba hán. Dạ vâng, hồi nãy thật ra nhìn cứ tưởng đây là phần thưởng cho hạng nhất, hạng nhì gì đó, nhưng mà đây chỉ là lô ăn ủi thôi quý vị, cho nên quý vị biết là đây là ba cái, đây là tôn tượng của ngày Di Lặc là giải nhất nha. Giải nhất. Dạ vâng. Rồi đây là giải nhì nè. Giải nhì. Rồi đó là giải ba. Và cái giải độc đắc là của cô Kim Châu, đó là sợi dây hạt ngọc trai. Ngọc trai hai hạt ngọc kim. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi cái đó là của vợ chồng của nha sĩ Trương Văn Cương. Dạ rồi, cái đó hàng đã có, hàng đã niêm phong. Dạ vâng. Sâu áo. Không được tháo ra. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chương trình kế tiếp ha. Dạ vâng. Nếu mà như vậy quý vị thấy là sổ số có vẻ như phần thưởng hấp dẫn thì mong là tất cả quý vị chúng ta một lần nữa mua ủng hộ cái số cho quý vị chưa, người nào mà cảm thấy mình cần mua thêm hoặc là mình chưa mua, bây giờ mình thay đổi ý mình muốn mua thì xin quý vị giơ tay lên. Thật ra xin nhờ chị Hương Ngọc để gửi đến tất cả quý vị những thông tin số may mắn. Rồi quý vị ơi, mới có hai lô ăn ủi thôi, chưa có vô lô nào quý vị mua nữa đi quý vị. Dạ dạ vâng, bây giờ mua mới trúng nè. Mấy xé hồi nãy là mua mới trúng có hai cái thôi chứ chập ớt á. Dạ bây giờ mua mới trúng đó chị Hương Ngọc ơi, bán tiếp cho em đi. Dạ. Nói chung là nếu quý vị mà mua vé số rồi, tức là quý vị đã thắng rồi, thắng được cái lòng, cái tấm lòng, cái trái tim của mình rồi quý vị, tức là cái tấm lòng bác ái và nhân ái của chúng ta ngày hôm nay rồi. Cho nên là không có gì cả, không quý vị mua dù ít dù nhiều một vé thôi cũng được nữa. Biết đâu chừng mình mua một vé mình cũng trúng sao. Rồi, kính thưa tất cả quý vị, trở lại với chương trình. Bây giờ em Thanh xin mời nhạc sĩ Võ Đức Phương trở lại sân khấu với tiếng hát của nam ca sĩ Đan Phương. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn. A Di Đà Phật. Anh xin phép Đan Phương một giây thôi. Dạ. Một giây hết rồi. Tính kỹ quá em. Dạ vâng, con vừa mới được thầy cho biết là chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thiền Hạnh. Dạ vâng. A Di Đà Phật. Có sự hiện diện của sư cô nhà A Di Đà Phật. Thêm giây nữa nghe em. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đan Phương xin kính chào quý thầy, quý sư cô cùng với quý vị có mặt hôm nay. Xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Sao quý vị xìu vậy? Xin quý vị một tràng pháo thật lớn cho vui đó. Cảm ơn cả nhà. Hôm nay Đan Phương hôm nay rất là hân hạnh được đây đến góp vui cho chương trình. Xin chúc mừng sinh nhật mom, xin chúc mom nhiều giàu sức khỏe, lúc nào cũng cười tươi như em bé vậy.
Để không mất thời gian của quý vị thì Đăng Phương gửi tặng quý vị một ca khúc có một cái tựa đề Đăng Phương thấy rất là hay. Bài hát có tựa đề là Xin yêu tôi bằng cả tình người. Nên quý vị có thương ai thì hãy thương bằng cả tình người nha quý vị. Quý vị thương chùa cũng vậy. Mong quý vị ủng hộ những tấm vé số. Xin cảm ơn quý vị. Tình yêu ai đến là chi? Tình yêu ai đến là gì? Tôi sợ rồi một ngày nào đó tình đến rồi tình vụt bay đi chẳng biết gì. Bỏ lại trong tôi từng đêm ơn dối bỏ lại trong tôi nhịp bước vơ vơ. Mà tình yêu chợt đến tan ngờ, sợ tình thêm một lần giang dở. Thank you.
quý vị rất là nhiều. Đăng Phương hôm nay đến đây là muốn góp một bàn tay để gây quỹ cho chùa. Thì trong đây hôm nay Đăng Phương mang theo chỉ có 12 cuốn CD là vừa mới in ấn xong là chưa có ở đâu phát hành. Thì trên này Đăng Phương có mời được cộng tác cùng với ca sĩ khách mời, đó là ca sĩ Hương Lan, ca sĩ Tâm Đoan, ca sĩ Thiên Kim, ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Khánh Bình, ca nhạc sĩ Sơn Hà, ca sĩ Hà Vân, ca sĩ Tuấn Khương và ca sĩ Thanh Xuyên. Thì cái CD này là mới in ấn xong chưa có đâu có. Thì nếu mà Đăng Phương chỉ cúng dường là cho chùa 12 cuốn CD này thôi, mà mong quý vị góp một bàn tay để gây quỹ cho chùa, thì Đăng Phương không có có duyên nói. Thì mong là quý vị ủng hộ cho chùa. Thì Đăng Phương chỉ có 12 cuốn CD thôi, thật sự là một cuốn CD rất là công phu, mong là quý vị góp một bàn tay để giúp cho chùa có một mái chùa ấm áp hơn. Thì Đăng Phương sẽ tặng quý vị thêm một bài hát nữa của nhạc sĩ Trúc Phương, bài hát được mang tên Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đăng Phương hát xong thì sẽ muốn mong là quý vị ủng hộ cuốn CD này. Số tiền Đăng Phương sẽ cúng dường lại cho chùa Đăng Phương không lấy đồng nào. Thank you.
Chư tôn đức tăng, kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa quý vị mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm và tất cả quý vị phật tử, con là Tuấn Anh ạ, pháp danh Tuệ Dũng, con rất là hội đủ duyên lành và rất là hạnh phúc được góp mặt thêm cho chương trình ngày hôm nay được thành tựu nhờ có sự gieo duyên và sponsor của Mâm Châu Anh. Lần đầu tiên con xin được kính gửi tới tất cả quý vị những lời chào cung kính và trân trọng nhất của mình ạ. Con xin được ca ngay. Xin được chọn những bài hát Phật giáo thật là rộn ràng, thật là tươi vui để quý vị có thêm nhiều sự an lạc, nhiều niềm vui trong năm mới. Bài ca này thưa quý vị rất là phù hợp với không gian của buổi tiệc ngày hôm nay, vì quý vị đang dùng các món chay. Không biết là các món chay có vừa miệng có ngon miệng quý vị không ạ? Có không ạ? Quý vị có thì ban tổ chức với thầy cũng như là nhà hàng Kim Sơn cảm thấy rất là tự hào, rất là hãnh diện. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin được ca bài ca này để chúc quý vị ngon miệng hơn và có những ấn tượng đẹp hơn cho chương trình tiệc quý vị ngày hôm nay của Thư viện Phước Thiện. Xin được tặng quý vị như là chúc quý vị ngon miệng, và bài ca này rất là đặc biệt, cũng là món quà tặng tinh thần của con cho Mâm, vì là Mâm Châu Anh rất là thích nghe bài ca này, mỗi lần nghe là muốn đi ăn chay thôi ạ. Xin được mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Châu, chúng mình cùng ăn chay. A Di Đà Phật. Mời em ăn chay nhưng chẳng nằm bát ăn. Em mời anh ăn chay nhưng mắt chẳng xanh xa bờ gì. Giờ ăn món gì thì nào cứ làm gì. Có món xào với tàu cú.
mình cùng ăn chay cho môi trường xanh mãi còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay để chẳng đọc đời mình chung xanh. Nào giá sống nào là, nào gió cũng là bà. Đâu có cái canh chua ngon đậm đà. Đậu hũ trên giò ánh vàng màu nắng mà. Cành lá cùng đời xanh có cả đẹp tinh đạo, đẹp tinh đời. Xin được đồng tiền tất cả quý vị để chúng ta có ấn tượng tốt đẹp hơn về buổi chiến đấu của ngày hôm nay. Con mời cô ăn chay, chay ngọc mắt ánh đi. Con mời chú ăn chay, kìa mắt tròn xanh ngắm ơi. Giờ ta muốn gì, nằm hát trôi này. Món ngon xào bên đầu đi. Chúng mình cùng ăn chay, cho môi trường xanh mãi còn xanh. Chúng mình cùng ăn chay, để chay ngọc thì chúng xanh. Nào giá sống nào so với các ngôi sao đã cống hiến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Con ca thêm một bài nữa quý vị nhá. Dạ. Đây là một sáng tác con rất là yêu thích và rất là tha thiết để gửi tặng quý vị. Vì bài ca giống như là một lời mời, một lời khuyến tấn. Quý vị sẽ đi chùa thật nhiều, sẽ nghe thầy giảng pháp, sẽ tụng kinh, sẽ niệm Phật, sẽ làm thật nhiều những việc lành, những việc tốt, những việc thiện để gặt những quả phước trong một ngày thật là gần. Thưa quý vị, bài hát ca ngợi màu áo lam rất là thân thương với tất cả chúng ta. Thưa quý vị, bài hát thương màu áo lam. Kính mời quý vị cùng thưởng thức, cùng đồng cảm với bài hát này ạ. Xin chào bạn.
ca này trên khấu cũng rất là rộn ràng, rất là tươi vui và dễ thương. Nếu như quý vị có thể thì vỗ tay cùng với tiết tấu âm nhạc để không khí chương trình ngày hôm nay vui hơn được không ạ? Con cảm ơn rất nhiều. Thân thương chiếc áo màu lá mặc vào người thấy giải thoát kết bao nhiêu tình nghĩa, áo làm cho tôi sống thanh nhàn như nhắc tôi rằng luôn hiền hòa và yêu. Lần đầu tiên tôi được đến với nhà hàng Kim Sơn, cũng là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ tất cả quý vị. Xin được phép bắt tay để chúc sức khỏe quý vị được không ạ? Chúc sức khỏe chị. Con cảm ơn cô, cảm ơn chị rất là nhiều. Các người đẹp bắt tay và tặng hoa nữa, hay quá. Thân thương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tình tham tan dần, an nhiên đắm đuối thân thương, tham si sân hận lần lần xa đi. Ôi chùa đầm ấm khắc đi, hiện duyên đã đến con đi về chùa. Giải thoát kết bao nhiêu tình, áo làm cho tôi sống thanh nhàn như nhắc tôi rằng luôn hiền hòa và yêu. Áo làm cho tôi sống thanh nhàn như nhắc tôi rằng luôn hiền hòa và yêu. Áo làm cho tôi sống thanh nhàn, áo lam như nhắc tất cả chúng ta rằng sẽ luôn hiền hòa và yêu thương tất cả mọi người. Quý vị có đồng ý không quý vị ơi? Đồng ý không ạ? Dạ, con xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì thời lượng không có nên con xin hẹn ở trong phần sau nữa. Nếu như quý vị muốn nghe ca thì con xin được cống hiến. Con có nhiều bài ca về Phật giáo cũng rất là ấn tượng và được nhiều quý vị khắp nơi yêu thích. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị năm mới nhiều sức khỏe, nhiều duyên lành, an khang và thịnh vượng. Xin được đặc biệt kính chúc Happy Birthday, chúc mừng sinh nhật tuổi mới tới mâm châu anh của con. A Di Đà Phật. Chúc quý vị buổi tối ngày hôm nay thật là tuyệt vời. Con xin chào tạm biệt. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn Công Anh rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa quý vị, được sự đồng ý của thầy Thích Minh Trơn, chúng con xin được phép giới thiệu đến quý vị cái show tiệc chay gây quỹ tiếp theo cũng của tại nhà hàng Kim Sơn ngày 11 tháng 3 sắp tới. Kính thưa quý vị, đây là chương trình gây quỹ để xây chánh điện của Thiền viện Minh Đăng Quang tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thành phần ca sĩ gồm có Quang Lê cũng như là Mai Thiên Vân cùng với Minh Triết, Thanh Thanh, Trọng Hải và hai người Phật tử đến từ chùa Minh Đăng Quang, Thiền viện Minh Đăng Quang luôn, đó là anh Hoàng Tâm và cô Diệu Linh.
và có sự xuất hiện của hai ngôi sao của Trung tâm Thiết Tha Paris By Night, đó là Quang Lê và Mai Thiên Vân. Chúng con thiết tha kêu gọi quý vị Phật tử còn lại ở đây vui lòng ủng hộ cho chương trình của chúng con tiếp theo vào ngày 11 tây tháng 3 vào lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày Chủ nhật 11 tháng 3. A Di Đà Phật. Nghe Trọng Hải nói hai ngôi sao, ta thanh tưởng là đang nói tới hai đứa mình nữa chứ. Ở hai đứa mình không phải sao? Giờ này xẹt. Sao nó xẹt ngang rồi Thanh ơi. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, là một người ca sĩ nữa mà Thanh sẽ được giới thiệu đến tất cả quý vị. Thật ra thì Thanh cũng vừa mới biết cô mà thôi. Và Thanh được sự gửi gắm của một vị chắc có lẽ là quen biết với cô. Và cô cũng đến từ Việt Nam. Xin quý vị chào phát tay thật lớn để gửi đến cho Ngọc Hội. Xin mời Ngọc Hội lên sân khấu. Dạ vâng, xin quý vị cũng cho một tràng pháo tay thật nồng ấm nè quý vị. Chúng ta là Dương Houston. Lúc nào chúng ta cũng chào đón tất cả những vị khách phương xa. Và Thanh được biết là cô đến từ Việt Nam. Ngày hôm nay chắc có lẽ qua đây chơi cũng giống như cái anh vừa rồi đó. Dạ vâng, là hôm nay cũng muốn lên để mà có vui. Dạ vâng, Trang Hoài cũng xin bổ sung luôn là cái show 11 tây tháng 3 sắp tới cũng là mong cho anh cũng là một người đã tổ chức chương trình cho thầy và đã bảo trợ cho Quang Lê và Mai Thiên Vân cùng với một số các ca sĩ. Dạ vâng, chúng con xin cảm ơn mong cho anh rất là nhiều. Và nếu mà quý vị muốn đặt vé, đặt bàn thì quý vị có thể đến gặp cô cho anh hoặc là Trọng Hải cũng được, hay Thanh, bất cứ một người nào. Dạ vâng. Và quý vị nhận vé, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn đa tạ tất cả quý vị. Và sau bài hát này là chúng ta sẽ bắt đầu cho chương trình sổ số nha quý vị. Quý vị chuẩn bị sẵn sàng, mời. Ngọc Hội xin kính chào tất cả các cô chú, các sư trong có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Trong dịp đặc biệt như thế này, con xin gửi tặng tới cô chú anh ca khúc Đêm Tàn Bến Ngự, thay lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp nhớ gửi đến cô và cũng như toàn thể quý vị có một đêm thật vui vẻ.
vô đây. Đó là ca sĩ Đan Phương vừa rồi bán được CD, gom được 227 Mỹ Kim, thank you ca sĩ Đan Phương. Cũng như là đây cũng có phần của nữ ca sĩ Hương Thủy nè, cứng ráng mà mò lết xuống dưới tất cả quý vị xin được thêm. Cũng như là Vương Hùng Sơn, Xuân Liễn nè, hồi nãy Thanh Thanh còn thấy ai nữa cũng rằng ráng lết xuống dưới đó xin được 120 Mỹ Kim. Mòn hết hai cái đế giày có 120 Mỹ Kim. Nhưng mà nhờ cái 120 Mỹ Kim này đó là tiếng chuông nó mới vang đó thưa quý vị. Đúng vậy, yeah. Rồi chị Hiếu Hạnh 170 Mỹ Kim. Đó, một tràng pháo tay đó quý vị. Dù ít dù nhiều chúng ta cũng đã có, quý vị đến đây là đã có tấm lòng rồi. Và bây giờ chúng ta, Thanh Thanh xin mời trở lại ông Thọ với ông Lộc vừa rồi. Minh Hoàng Xuân Liễn lên dùm cho Thanh Thanh cầm mỗi người một bức tranh. Dạ vâng. Rồi, bây giờ đang sẵn sàng. Chị Tuấn Anh đi xin. Em chị không biết, Thanh Thanh không biết là bây giờ em bò, em lết, em bò, em lăn, em lộn, em làm gì em làm. Em kiếm phải là hơn 120 Mỹ Kim vừa rồi của nam ca sĩ Vương Hùng Sơn và nữ ca sĩ Hương Thủy, ok? Rồi, đi xin đi, quý vị thương cho em đi em, quý vị. Có một cách á. Con sợ là chương trình ngày hôm nay thầy không có đủ tiền để chi phí cho buổi tiệc vì quý vị thấy có nhiều bàn trống lắm, nên con mạn phép con xin được cùng với các anh chị em ca sĩ xin quý vị bỏ thêm cúng dường, thêm những hạt từ bi, những hạt giống hành để chúng ta gặt những quả phước trong một ngày thật gần, hỗ trợ cho thầy, cho ban tổ chức chương trình ngày hôm nay ít nhiều thì cũng có thêm một đôi chút, bao nhiêu cũng quý thưa quý vị. Con xin được cảm ơn quý vị, tri ân quý vị rất là nhiều. A Di Đà Phật. Em xin không được, em bán cái áo của em là bảo đảm có tiền đấy. Đúng rồi, còn không là trừ lương à. Vâng, thôi thì bây giờ chúng ta sẽ đấu liền ngay rất là nhanh, gọn lẹ quý vị. Hai một bức tranh vạn vạn tùng. Niên tùng. Dạ vâng, quay qua đây. Trị giá bây giờ đã được tiền. Vâng, hai cái đều bắt đầu khởi đầu bằng 1.000 Mỹ Kim. Nhưng mà quý vị cho phép Thanh Thanh cũng như là Trọng Hải nói sơ về hai bức tranh một chút xíu. Đây quý vị nhìn thấy đây là thiên sơn, suối chảy như tiền vào bát ngát vào nhà chúng ta. Đây là một bức tranh gọi là bức tranh vạn niên tùng, tức là một bức tranh thọ và sống lâu trăm tuổi. Đó, Thanh Thanh nói như vậy. Và bức tranh phía bên tay trái của Thanh Thanh, quý vị thấy đây là mã đáo thành công, bức tranh mã đáo thành công. Quý vị thấy rất là nhiều trong tất cả những cơ sở thương mại mà khi quý vị thấy tất cả những tiệm vàng, họ hay có những bức tranh mã đáo thành công cho chính bản thân của họ. Bởi vì đối với mình, nếu mình nói mà phong thủy dị đoan một chút xíu, đó là mã đáo thành công lúc nào quý vị cũng sẽ thành công, dù quý vị làm bất cứ việc gì, chỉ cần quý vị có bức tranh mã đáo thành công ngay chính trong gia đình của Thanh Thanh. Hồi lúc mà còn ở Việt Nam cũng có một bức tranh mã đáo thành công như thế này, mà đặc biệt nếu mà mã đáo thành công là 8 con ngựa đó phải phi, tức là nó phải đang trong cái tư thế chạy phi nước đại, thì đó là bức tranh mới là sôi nổi và sống động. Và quý vị nhìn xa quý vị không thấy, nhưng mà quý vị nhìn gần đây là hai bức tranh được thêu bằng tay, bằng tất cả những hạt cườm lý tí nhỏ thôi quý vị, nhỏ hơn cả hạt cơm nữa, mà đã được rất là nhiều con người làm ở trên đây. Của hai bức tranh này rất là nặng quý vị, bởi vì đây là những hạt cườm thật mà quý vị nhìn thấy rất là lấp lánh ở trên đây. Và quý vị cũng biết là phải mất ít nhất là 10 tiếng đồng hồ để có những cái bàn tay gom lại với nhau và thêu lên hai bức tranh như thế này, tức là mỗi bức tranh ít nhất là 10 tiếng đồng hồ. Cho nên là mong là tất cả quý vị, đây là hai bức tranh rất là quý giá và rất có ý nghĩa trong cái dịp cuối năm và cũng như là đầu năm chúng ta đón năm mới. Bắt đầu mỗi bức tranh là giá 1.000 Mỹ Kim. Không biết ở nơi đây giờ quý vị nào có thể đấu giùm cho Thanh Thanh. Giơ tay lên thôi. Quý vị chỉ bức tranh đó đấu trước luôn. Dạ vâng, quý vị cho phép chúng em. Chị Dạ Lan, 1.000 Mỹ Kim bức nào chị? Mã đáo thành công. Mã đáo thành công, em cũng thích bức này hơn, đúng vậy. Bức này thì có lẽ là hợp với quý vị lớn tuổi hơn một chút xíu, bởi vì đây là bức vạn niên trường thọ, phải nói là như vậy. Không biết là phía bên đây như thế nào, chị Dạ Lan đã ở đây 1.000 Mỹ Kim. Như vậy, khoan đã như vậy nè. Nếu quý vị nào muốn đưa ra cái giá đầu tiên vạn niên tùng thì bên này, còn nếu quý vị nào muốn thỉnh bức tranh mã đáo thành công thì quý vị cho hơn 1.000 để đấu với chị Dạ Lan. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh gọn lẹ và chúng ta sẽ sổ số hết tất cả những cái lô ngày hôm nay luôn.
Còn quý vị nào có thể cho em phía bên đây được không? Dạ, anh là giơ tay. Dạ, em nói rồi, anh đừng giơ tay, anh chào hỏi ai, anh ơi, em mừng một giờ. Dạ vâng, có ai không ạ? Bây giờ mình còn có bước bên đây. Bước bên đây, dạ cái anh áo xanh nó cứ chạy hoài à. Cái anh áo xanh áo bé đen đó. Dạ, anh ráng nhìn nữa chút xíu đi anh ơi. Anh ngứa đầu anh đừng có gãi em mừng một. Khi bây giờ trở lại với hai cái bức tranh mà đã thành công và bạn Nguyên Tùng, chào hỏi xin mời quý vị nha. Một lần nữa. Rồi, thôi thì bây giờ mình kết với mã đã thành công trước nha. Ok. 1 2 3. Dạ vâng, em mời chị Dạ Lan. Em mời chị Dạ Lan lên sân khấu và chúng con xin được cung thỉnh kính mời thầy Thích Minh Trơn lên sân khấu. Dạ vâng. Để mà dạ em cầm hoài, em mỏi tay chút xíu hát không được. Dạ. Hèn chi nãy giờ Trọng Hải cứ nói thôi kết cái bức tranh lên đó. Nó nặng lắm thưa quý vị. Từ nãy tới giờ mà bây giờ em cầm vô cái tội nghiệp bên ngoài á. Trọng Hải cứ nghĩ đi. Em giao lại cho thầy với chị Dạ Lan đứng lên sân khấu. Dạ thầy. Mà em bước vô đây bây giờ em mới hiểu được cái nỗi lòng mình. Dạ. Bây giờ thầy với chị Dạ Lan cầm giùm em xong em đấu lên đây xong rồi. Nếu mà không ai lấy bức tranh này, chị Dạ Lan xin được đem về nhà luôn. Dạ vâng, xin được thỉnh về nhà luôn. Quý vị đồng ý không quý vị? Quá đồng ý. Dạ vâng. Cảm ơn chị Dạ Lan, rất là dễ thương quý vị. Chị Dạ Lan là một trong nhóm thương thiện nguyện. Đúng rồi, rất là có tấm lòng. Em xin cảm ơn chị. Rồi, có mời thầy. Dạ, chị bây giờ chị đứng chị đỡ ở đây luôn đi đó. Rồi, xong rồi chị. Em nghĩ là chị đứng chị bệnh chụp hình thôi chị. Dạ. Rồi. Bây giờ quý vị có thể chụp hình một chút xíu. Rồi con sẽ xin mời thầy có lời lời cũng như là kể đến cho chị nha. Thầy cầm bức tranh cho con mỏi tay luôn anh thầy ha. Cảm ơn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin cảm ơn cô Dạ Lan đã thành được hai bức tranh này. Và thực sự thật là hai bức tranh này đó, chắc là thời gian mà thiêu mất tới 5 tháng trời lận quý vị. Và đây là được cắt cườm, được cắt bằng tay, công phu rất là cực mà rất là có ý nghĩa cho hai cái bức tranh này. Thầy xin gửi lại cho cô là cái người may mắn là hôm nay đấu được hai cái bức tranh này để rồi. Dạ vâng, chị Dạ Lan không nói gì không ạ? À? Em mời chị. Em biết chị mắc cỡ lắm. Dạ con cũng biết nói gì, con cũng thích hai tấm tranh này lắm. Nhưng mà mỗi lần con đi chùa, con thỉnh Lộc ở chùa về rất là may mắn. Cho nên con rất là hãnh diện để mà thỉnh hai bức tranh này về nhà con. Chào vâng, em bảo đảm chị sẽ trong những năm sắp tới chị sẽ có thật là nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc của mình. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Dạ vâng, rồi hai em có thể dạ vâng đi xuống. Em xin cảm ơn chị Lan. Dạ. Dạ vâng, vừa rồi thì Thanh có nói lộn quý vị, không phải 10 tiếng mà là 5 tháng. Dạ vâng, xong rồi. 5 tháng với rất là nhiều bàn tay ở trong đó để mà bởi vì nó mới nặng quý vị, cái hạt cườm á, một cái hạt nhỏ như vậy thì có thể là nó nhẹ, nhưng khi mà mình kết nó vào một cái hạt chắc trong đó ta không biết là bao nhiêu ngàn cái hạt cườm nhỏ như vậy. Em hồi nãy mình đã nói rồi. Tại vì đối với cá nhân Trọng Hải có một lần Trọng Hải về Việt Nam và tới ngay cái chỗ mà mấy người đó họ theo cái tranh đó thì một bức tranh nhỏ bằng một nửa cái tranh này thôi, thưa quý vị, mà Trọng Hải hỏi những nghệ nhân ở trong đó, mấy cô trong đó nói là bức tranh này là phải theo hơn 2 tháng mà nhỏ hơn cái bức tranh này, nhỏ hơn chỉ bằng một nửa thôi. Thành ra hồi nãy thầy Minh Trơn nói bức tranh này 5 tháng là đúng quá rồi đó. Dạ. Đúng vậy, Thanh nói lộn là 10 tiếng, không phải, thường thế đấy. Vâng, và bây giờ mình sẽ sổ số. Yes. Bây giờ kính thưa tất cả quý vị, Thanh sẽ sổ số giải ba. Đó là cây Bách Thiên Tùng nằm ở phía bên tay trái của sân khấu tất cả quý vị. Và Thanh xin được cái thùng vé số, chị cứ đọc hay là ban chức đầy vé số ở đây. Còn tất cả những cái vé số mới bán sau này đã đem về đây chưa ạ? Cho em hỏi một lần nữa. Em confirm trước khi em sổ. Tại vì bây giờ em sổ một lần thôi, thành ra là không có bán nữa. Tất cả những quý vị nào mới bán vé số đợt sau, xin vui lòng mang về đây cho em gấp để em bắt đầu sổ ngay bây giờ. Dạ, đóng hết rồi. Dạ, đóng vé số rồi. Rồi, confirm chắc ăn rồi phải không? Okay, bây giờ là... phải không?
4. Giải ba, giải nhì, giải nhất và giải độc đáp. Dạ vâng. Rồi bây giờ mời thầy. Chưa để em. Mời mấy giờ mời Hương Thủy bóp giùm anh một cái. Giải ba. Em bóp đi, em trúng nhận được mà. Không sao. Em xào xám lắc lắc lên rồi em bóp cho anh. Hương Thủy mà trúng là không tính. Vậy thôi. Trời ơi, anh ơi nói như vậy Hương Thủy bỏ lại đó. Rồi, cái thứ các quý vị, vé của giải 3 may mắn mang số 013. Xin lỗi quý vị, 0168. 0168. 0168. 0168, có ai trúng không ạ? Về ngủ rồi. Về ngủ rồi hả? Vậy là quý vị mà thắng vé số rồi đó, quý vị đừng có ở đây nè, quý vị chậm quá là xé số đó. Cho nên quý vị thắng cái là quý vị phải chạy lên liền. Tại vì ở đây á là ai cũng rất là mong. Ôi, Thúy. Đó xin mong, ok. Người quen 1068 rồi, chúc mừng Thúy. Đây là con mời thầy chắc thà dạ. Mời thầy tặng cái cây Bắc Thiên Tùng. Rồi, bây giờ giải hai mình mời anh Trung Minh Hương đi. Bây giờ đúng rồi đó. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, giải 2 sẽ là một cái bức tượng ở đây quý vị. Tượng hổ. Phẩm vật phượng tượng con hổ đứng ở trên một núi vàng, một núi bạc. Đây là biểu tượng cho sự hùng mạnh về tài chính nha quý vị. Và vé may mắn được mang số 0022, số rất là đẹp. 0022. Có quý vị nào có số đó không ạ? Thanh Thanh đọc thêm một lần nữa. Dạ vâng, con mời cô áo đỏ. Quý vị, bây giờ quý vị nhớ là Tết hay là cuối năm, đầu năm, giữa năm, cuối năm, quý vị mặc cái áo đỏ lúc nào cũng sẽ mang đến thịnh vượng và may mắn cho chúng ta. Dạ vâng, cô áo đỏ thắng mà để chú áo đen lên lẫn. Con mời chú 0022. Một con số rất là may mắn cho cái giải thưởng đó là một con hổ. Để mà mệnh danh đó là cái quy quyền. Quý vị biết con hổ rất là quy quyền. Dạ vâng. Xin được hả? Bây giờ mời một em ngồi đếm nè, đếm có hơn trong 20 không? Không, đếm nhờ có hơn trong 20 không không là tù vô. Dạ chị gửi cho em bên ban tài chánh chị. Dạ cảm ơn. Chị Gia Lan sẽ gửi tấm check 2.000 mỹ kim cho hai bức tranh. Rồi bây giờ giải nhất là dạ. Rồi chúng ta rồi. Cái này là giải nhất là mong cho anh vừa có. Mong cho anh đã có xong cái giải đó là một cái tượng Phật Di Lặc. Dạ vâng, tôi tượng Phật Di Lặc nha quý vị. Rất là đẹp. Và theo như truyền thuyết mà nếu như quý vị chúng ta gặp tượng, gặp ngài thì chúng ta sờ vào bụng của ngài thì chúng ta sẽ có may mắn. Bây giờ đến sờ trước phải không? Sờ trước, lấy hơn trước cái đã. Và ngoài ra thì Thanh cũng biết là nếu mà quý vị ở nhà quý vị có một đồng tiền á, quý vị để ngay trước bụng của ngài, ngài sẽ đem may mắn tiền bạc đến cho chúng ta. Đây. Dạ vâng. Quý vị biết Thanh là có người Hoa mà, cho nên là những cái đó Thanh rất là rành bởi vì học ở phía bên trong bạc của mình. Bên tôn tượng Phật Di Lặc, số may mắn được mang số giọng của Thanh thàng luôn quý vị. 0 1 8. Số mấy nữa ạ? 0 1 8. 4. 0 1 8 4. 0 1 8 4. Mà quý vị cảm thấy quý vị ngày hôm nay hình như là kêu số nào cũng có người. Kêu số nào cũng có người trúng. Phải nói là quý vị đến đây là quý vị đã đem cái may mắn đến cho tu viện phước thiện rồi. 0 1 8 4. No, số chỉ là 0 1 8 4 1. 0 1 8 3 1. Rồi thầy đâu ra? Con xin mời thầy Thích Minh Chương.
Rồi, dạ. Ôi cha. À, bây giờ có, bây giờ em mời. À, giờ hai đứa đi nè, thấy tôi chăm nữa nè. Hồi nãy chúng ta xin về được đó, bây giờ là chú Huynh nữa, con cầm hoài con ngại quá. Dạ. À, vâng, con mời thầy lên trao giải độc đắc buổi tối ngày hôm nay được bảo trợ bởi cô Kim Châu, tiệm vàng Kim Châu 2. Chúc mừng cô, chúc cho cô năm mới thật nhiều sức khỏe và may mắn nhé. Dạ vâng. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, tiền vé số ngày hôm nay bán được là 1.380 mỹ kim. Tiền hoa ngày hôm nay bán được 240 mỹ kim. Và vừa rồi nam ca sĩ Tuấn Anh ráng dớt dép thêm một cú cuối đã được 447 mỹ kim. Thank you em trai. Thank you so much. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được đọc tổng kết sơ sơ thôi. À, vâng, Trọng Hải ơi. Ơi. Cái số này là số tổng cộng sơ tính hết rồi đó. Là, kính thưa quý vị, 11.644 mỹ kim. Dạ vâng, xin quý vị cũng cho một tràng pháo tay thật lớn. À, đó là, dạ vâng. Dạ, dạ chưa ngừng ở đó đâu. Được 10.000 không anh? Nha sĩ Chu Văn Cương và chị Thùy Linh ở trong này, dạ, ngó giùm. Dạ vâng, à, nha sĩ Chu Văn Cương và chị Thùy Linh, chị Thùy Linh. Tức là 1.800 mỹ kim. Dạ, cái tiền này. Dạ vâng, tiền dạ. Hồi nãy Phước Lộc Thọ. Dạ Phước Lộc Thọ, dạ vâng. À, cho nên là đây là cái tiền sẽ được cộng vào trong cái giá tiền vừa rồi. À, tuy là ngày hôm nay chúng ta có một con số kim nhường, nhưng hy vọng là với số tiền mà quý vị đã đóng góp cũng như là với tấm lòng của tất cả quý vị, Thanh Thanh biết chắc là thầy Thích Minh Trơn cũng sẽ thực hiện những cái dự án cho tu viện Phước Thiện, để mà trong tương lai quý vị sẽ đến và xem thử coi tu viện Phước Thiện hoạt động như thế nào, và quý vị cũng có thể đến đó để mà vân tập, để mà cũng như là học hỏi về Phật pháp. Dạ vâng, địa chỉ của tu viện Phước Thiện là 4323 đường Bellefort Drive, ngay tổ gốc Bellea và Bellefort nha. Yeah. Dạ vâng, và kính thưa tất cả quý vị, một lần nữa thì Thanh Thanh xin được phép thay mặt cho thầy Thích Minh Trơn. Hả? Hát nữa hả? Dạ vâng, Phong xin kính chào quý vị và chúc quý vị một buổi nhận tiền thật là vui vẻ. Dạ vâng, Phong xin nghe đến quý vị bản thân Trường Xuân.
thầy Thích Minh Trơn, tu viện Phước Thiện. Một lần nữa xin kính chúc đến tất cả quý vị một buổi tối thật an lành và hạnh phúc, và cũng như là quý vị ra về lái xe thật là cẩn thận. Một cuối năm quý vị hoàn tất với một năm thật là mỹ mãn, thì đầu năm mới quý vị sẽ càng hạnh phúc hơn, càng mỹ mãn hơn, càng thành công hơn trong tất cả những sự nghiệp cũng như là những bước đường mà quý vị đã chọn cho mình, cũng như là quý vị đang đi trên những bước đường đó sẽ lúc nào cũng chân tru mình màng và thật là thành công. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì chắc như thường lệ, con xin mời thầy Minh Trơn lên sân khấu để chúng con cùng chụp một tấm hình làm kỷ niệm nha. Mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ, em mời anh Chu Văn Cương cũng lên sân khấu luôn, chị Thùy Linh cũng lên sân khấu. Lòng ước